Trời đất ơi, đây quay đây thì đây bà. Ôi giời đất ơi. Nó chết rồi, quả này là toi rồi. Mày quay ngang ra tao xem nào. Eo ơi, nhìn cái móc. Cái đúng một khúc thôi. Cái con chưa bằng một cái đốt ngón tay của tao nữa. Thế sao nó có thể gọi là béo được như thế nhở? Ú, không phải là tàn rồi. Hả? Nặng đúng không? Đẹp quá. Em bề đỡ mông em, đỡ mông em đi, đỡ mông em. Ôi trời ơi, nhẹ nhàng với em thôi nhở. Ta không thể thấy cái mắt của nó đâu cả. Nó thè lưỡi kia, nó có thè lưỡi kia. Yêu vãi nó đi. Phải nói là yêu nó mấy con ạ. Yêu nó mấy. Cho cô bé một tí nhá, cô thèm bé quá. Cho cô bé một tí nhá. Này, em cầm máy, chị bé nó. Chị bé nó. Em cầm đi, rồi em cầm lại. Ok, chị bé nó. Ôi ôi, lâu lâu rồi con chó sướng, trời ơi. Đó luôn ấy. Thật sự luôn ấy. Này. Con đang thật sự đứng ở đây này. Đứng ở đây nữa. Này. Này. Sao nó có thể yêu được tốt như thế này nhở? Mất thôi. Mất thôi nhở. Bé con ơi. Em bé ơi. Này mày nhìn xem có đúng là cái móng của nó chưa bằng nổi một đốt ngón tay của tao không? Mày nhìn đi. Có đúng không? Bắt bắt con về nuôi chị. Mà nó đơ luôn á. Trời ơi. Mình con đứng xuống đi một tí không con? Chị. Có vợ chưa? Trưng nó ngoài cửa hàng cho tất cả những khách hàng ngày hôm nay đến đây có thể chiêm ngưỡng nó. Ngồi xuống đi con. Nó phải gọi là nó đẳng cấp thật sự, đỉnh cao. Cho tao thêm một cái điện thoại nữa đi. Tao ngồi tao quay.
Sao thấy ngồi luôn ở đây hôm nay? Ấy, yêu thật sự. Cho chị cái điện thoại đi. Ê, với hộ tao cái ghế này, tao ngồi cho nó chắc trụ cái này. Hôm nay tao đang có con này, tao đang phấn khích đấy. Đây, bây giờ hãy đặt cái bàn này ở đây. Và tất cả những khách hàng ngày hôm nay đến cửa hàng của chúng ta sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng. Yêu quá đúng không chị? Dạ, vâng ạ. Dễ kêu hai mặt mày ở đây nha. Cầm một điện thoại này em, cầm một chị. Nói thật cho con Ngân biết nhé, cái điện thoại của mày rất là xấu luôn con Ngân ạ. À, cái điện thoại của mày rất là em xấu. Nhưng mà cái màu xấu. Nhưng điện thoại của chị quá đẹp đúng không? Chứ tao nói thật rất là xấu luôn đấy, lên màu này. Cái màu ở ngoài nó đẹp như thế kia. Eo ơi, xinh quá. Nhưng mà có ai mà tự thì bám cún xong rồi tự khen chó mình đẹp cho tao nhỉ? Xinh quá thật đấy. Mở nó không? Trên người. Đỡ em lên trên đấy nào, đỡ em lên nào. Đỡ tay em. Gọi nó đi, gọi nó đi. Em hú đi. Bảo cái gì cơ? Chủ của anh chó đẹp trai ạ. Chủ của con chó đấy đẹp trai á? Tại sao chúng mày lại cứ để ý đến khách nhở? Tại sao gọi là cười một cái là em ui đẹp trai đấy. Nó dắt em đi ra câu bị số xe của người ta nữa. Trời đất ơi, này tại sao nhân viên của cái shop này, tại sao bây giờ nhân viên nữ của cái shop này bây giờ lại gọi là như thế nhở? Nhưng mà sợ có người yêu rồi. Thì hỏi đời mới. Này tí nữa tốn tao cấm chúng mày hỏi là anh là có người yêu hoặc anh là có vợ chưa nhá. Ta cấm tuyệt đối nhá. Cho em đến làm ô xin được. Ngon nhở. Càng nhìn trộm anh một cái. Cái gì? Sự độc thân. Mày khôn lắm. À đây. Hello, chào anh chủ. Ôi dồi ôi, đáng nhất là ngày mai mới giao xong mày đấy đấy. Nhưng mà anh chủ anh nhìn thấy anh không chịu được, anh phải trò sang đây đấy. Sao cho mình phỏng vấn. Con kia, mày im mồm để cho tao quay clip. Sao, thấy như nào, đẹp không? Đẹp mà. Xuất sắc luôn đi, nhờ mày gọi là xuất sắc luôn đi. Yêu vãi, thơm đói cả mồm em lên rồi. Thơm đói cả mồm em là khổ thân em này. Yêu vãi, thực sự. Eo ơi, bế em cho anh đi để cho anh ngắm cho nó ấy. Ưng nhờ. Ôi ơi, sao nó ố thế? Gần đây cái nghe nó chạy qua luôn. thay lời các bạn nhân viên nữ ở đây, mình gọi là mình chỉ hỏi các bạn đấy, cái này là câu hỏi thay thôi, tại vì chúng nó mong chờ từ nãy đến giờ hỏi chứ không phải chứ bạn đã có người yêu hay là có vợ chưa? Vợ thì chưa có. Người yêu thì chắc không có rồi. À đấy, chúng mày thấy chưa? Nó cứ bảo là phải chờ anh ấy sang đây để hỏi. Tại vì con chó này đẹp quá nên là chủ mua con chó này chắc chắn là đẹp trai. Đây, cô hôn. Trời ơi, yêu ai mà. Xinh quá. Cái gì? Ấy nó hỏi có em trai hay. À đấy, thế anh có em trai hay không? Có, em trai có. Em trai bao nhiêu tuổi rồi? Em trai sinh năm 98. Cao hơn anh 4 phân. Ui, thế là cao đấy. Anh gả cho em rồi. Tao chưa thấy nhân viên của cái shop nào mà gọi là sang săn khách như thế cả. Dễ thương quá. Yêu quá. Nhưng mà con này ưng thật. Yêu lắm luôn ạ.
Thôi về nhà chủ mới nhá. Đây để cô lấy đồ cho em xin. Về đi. Phải đón luôn đấy nhở. Ừ ok, thôi về để lấy đồ cho nhanh không tắc đường nhá con nhá. Em ơi lấy đồ cho khách của chị. Chị tặng bạn này một gói phụ kiện. Thật sự ghét thật đấy. Này cố gắng nuôi em sau này để uống sữa với các thứ ăn canxi nhiều vào nhá. Để sau này cho nó to hú hồn hơn con nhá. Nhìn đẹp này cơ mà nhở. Con kia đứng vẫn còn tiếc, vẫn còn đâu. Eo ơi khiếp. Không nhưng mà này, hình như gần đây ấy, shop mình ấy lên trên mạng ấy, chúng nó bắt đầu chúng nó để ý cái dàn nhân viên nữ của shop mình. Eo ơi khiếp, mất giá kinh khủng. Tao bán chúng mày từ chỗ này lên đến thành phố khác, từ chỗ này sang chỗ khác mà vẫn chưa được. Lần nào khách sang đây mua chó cứ dính những con chó đẹp là bắt đầu hỏi xem có người yêu chưa hay có vợ chưa. Xong rồi à. Xinh quá. Nhìn nó ghét này, nhìn cái mông nó đi buồn cười lắm. Nó cứ núp ních ấy. Có được. Tao nói thật chúng mày biết đấy, tao xấu hổ lắm luôn ấy. Tao chết mất rồi. Hai con kia đi xuống. Ủa alo. Em ơi. Con bi. Khổ thật đấy. Con này à, mày thấy chưa?